Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Bản tin 24 giờ, kênh thông tin hữu ích sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Sạt lở đất, nước dâng cao cô lập một thị trấn ở Nghệ An, hàng vạn học sinh nghỉ học, hàng chục bản làng ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An bất ngờ bị nước đổ về nhanh, dâng cao đột ngột khiến người dân không kịp trở tay. Nhiều bản làng bị cô lập, nhà dân bị sạt lở vùi lấp. Sáng nay, ngày 27 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An Lê Văn Toàn cho biết, mưa lớn cộng với việc sạt lở đất trên địa bàn khiến nhiều nơi bị ngập nặng, một số nhà dân đã bị thiệt hại khá nặng nề. Ông Toàn thông tin, một trận sạt lở đất xảy ra tại bản Kẻ Can vào khoảng 1 đến 2 giờ sáng nay, khiến 3 nhà dân bị vùi lấp. Rất may hơn 10 người trong 3 nhà này may mắn thoát nạn ra ngoài an toàn. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành hỗ trợ bà con di rời đồ đạc những nơi bị ngập. Con số thiệt hại vẫn đang được thống kê. Ông Toàn cho hay, chị Hoài Thanh, chú bản Hợp Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu cho biết, nước lên nhanh khiến người dân trong bản trở tay không kịp, nhiều nhà chỉ kịp sơ tán người lên chỗ cao giáo, còn đồ đạc thì bị ngập hết. Mọi sinh hoạt đang bị đảo lộn hoàn toàn. Trao đổi với phóng viên, cô Nguyễn Thị Xuân, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tiến Thắng, huyện Quỳ Châu cho hay, mưa lớn, nước về quá nhanh đã khiến nhiều địa phương bị cô lập trong biển nước. Tuyến QL48 qua thị trấn Tân Lạc bị ngập và sạt lở, 2 đầu trục chính vào huyện Quỳ Châu. Toàn bộ thị trấn Tân Lạc đang bị cô lập vì sạt lở đất và nước ngập ở trên tuyến QL48. Mọi người ở trong thị trấn không thể đi vào huyện Quế Phong và cũng không thể đi xuống huyện Quỳ Hợp, cô Xuân chia sẻ. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu, có 46 hộ dân tại thị trấn Tân Lạc, hàng chục bản làng ở xã Châu Tiến, Châu Hạnh, Châu Bình, Châu Phong, Châu Thắng bị ngập cục bộ. Quốc lộ 48A qua địa bàn thị trấn Tân Lạc bị ngập nặng, gây ách tắc. Một số điểm ở dốc Bù Bài trên quốc lộ 48 bị sạt lở. Bên cạnh đó, tất cả các cầu tràn trên địa bàn đều đã bị ngập, gây trề cạn. Tại xã Châu Thắng và Châu Tiến, hiện các trường mầm non, tiểu học, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã đã bị ngập, khiến mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Châu yêu cầu các đơn vị tiến hành kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, kiên quyết di rời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của người dân và tài sản của nhà nước. Hàng trăm hộ dân bị chia cắt đã thông tuyến. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương cho biết, mưa lớn khiến nước sông, ao hồ trên địa bàn dâng cao và nhiều tuyến đường bị chia cắt. Xóm Mỹ Lương có hơn 350 hộ dân bị cô lập, hàng chục nhà dân bị nước tràn vào. Ngoài ra, trên các khe suối có cầu tràn ghi nhận 6 điểm nước dâng cao, người và phương tiện không qua lại được như cầu tràn Xóm Truyền, xã Hạnh Lâm, đường vào mỏ đá Thanh Ngọc, cầu tràn thôn Thủy Hòa, cầu tràn thôn Thủy Sơn, xã Thanh Thủy, cầu tạm đang thi công đi tổng đội xã Thanh Đức, đường cầu Khe Sắn, xã Thanh Mỹ. Mưa lũ cũng khiến 40 mét tường rào trạm y tế xã Thanh Dương bị đổ, sập một cầu dân sinh ở xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho của huyện Thanh Chương trưa nay. Trao đổi với Vietnamnet, ông Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, từ đêm qua đến 4 giờ sáng nay trên địa bàn có mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ ở một số nơi. Đến hiện tại, lượng nước đã rút cơ bản và không còn bị ngập úng. Từ sáng đến giờ trời ngưng mưa, nước rút đã ổn định và thoát nhanh. Ngay từ chiều qua, bà con nhân dân đã chủ động di rời tài sản, lợn gà, trâu bò lên chỗ cao. Cơ bản chúng tôi đang làm chủ tình hình và mọi thứ đã ổn định, ông Nhã thông tin. Chạy lũ trong đêm, từ tối ngày 25 tháng 9, trên địa bàn huyện Thanh Chương xảy ra mưa lớn, lượng mưa lên tới 300 đến 400 mm. Nước lũ dâng nhanh khiến một số xã bị ngập úng cục bộ như Thanh Liên, Thanh Mỹ, Hạnh Lâm, Thanh Hương. Đêm ngày 26 tháng 9, người dân ở những nơi bị ngập phải trắng đêm kê cao tài sản, di rời các đồ vật, vật nuôi trong nhà để tránh bị thiệt hại. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường liên xóm trên địa bàn bị ngập, hàng chục nhà dân đã bị nước tràn vào. Ông Phạm Xuân Lực, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương cho hay, đến sáng nay, ngày 27 tháng 9, xóm Mỹ Lương có hơn 350 hộ dân đã bị cô lập hoàn toàn. Có vài chục nhà đã bị nước tràn vào, một số nhà bị ngập sâu tới đầu gối. Tuy nhiên, do người dân đã nắm được thông tin, chủ động kê cao, di rời tài sản từ trước nên chưa có thiệt hại đáng kể. Nước lũ chảy xiết đã làm cây cầu dân sinh Mỹ Sơn bị sạt lở một bên mố cầu, bên mố còn lại cũng bị hư hỏng nghiêm trọng nên người dân không thể đi lại. Hiện nước lũ từ các con sông vẫn đang lên, chính quyền xã Thanh Mỹ và các cơ quan chức năng đang túc trực, theo dõi mực nước và mưa để có phương án di rời người dân đến nơi an toàn. Tại huyện Quỳ Châu, đến sáng ngày 27 tháng 9, đã xảy ra nhiều điểm sạt lở đất và ngập lụt tại xã Châu Bình và thị trấn Tân Lạc. Chính quyền địa phương đang túc trực tại các điểm sạt lở, ngập nước để cảnh báo cho người dân tránh đi vào khu vực nguy hiểm. Lãnh đạo xã Châu Bình cho biết, từ khoảng 2 giờ sáng nay, ngày 27 tháng 9, nước lũ lên rất nhanh nên nhiều người dân không kịp trở tay. có 20 nhà dân ở bản Kẻ Hoang bị nước tràn vào nhà, có nhà đã bị ngập gần tới nóc. Chính quyền xã đã điều động lực lượng, phương tiện di rời người dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên rất nhiều tài sản đã bị nước lũ nhấn chìm. Hiện tại, nước lũ trên địa bàn xã Châu Bình đã chững lại, mưa cũng nhỏ dần. Tuy nhiên, nhiều bản làng ở xã này vẫn đang bị cô lập do sạt lở đất và ngập đường. Nhiều đoạn quốc lộ 48 hiện cũng đã ngập sâu từ 1 đến 2 mét, không thể đi qua được. Ông Võ Thái Tịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu cho biết, hiện nay, tất cả các khối dân cư trên địa bàn thị trấn đều đã bị cô lập. Từ tối ngày 26 tháng 9, nước lũ trên sông Hiếu bắt đầu lên nhanh, đến khoảng 3 giờ ngày 27 tháng 9, nhiều nhà dân đã bị nước tràn vào, hiện có nhiều nhà bị nước ngập 3 đến 4 mét. Chính quyền thị trấn đang huy động tất cả lực lượng và phương tiện hỗ trợ người dân di rời đến nơi an toàn. Hơn 10.000 học sinh nghỉ học. Bà Nguyễn Thị Bình, Phó trưởng phòng Giáo dục, Đào tạo huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, hơn 10.000 học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở của 35 trường trên địa bàn đều được các trường cho nghỉ học từ sáng ngày 27 tháng 9 do mưa lớn, nước lũ lên nhanh. Bà Bình cho hay, thống kê sơ bộ, có 2 điểm trường mầm non và tiểu học ở bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh bị ngập đến mái, riêng một điểm trường ở xã Châu Thắng bị ngập hết tầng 1. Mặc dù trước thời điểm mưa lớn, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường di chuyển đồ dùng và thiết bị dạy học lên chỗ cao. Tuy nhiên, do nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ngập quá sâu nên việc kê cao trang thiết bị dạy học không có ý nghĩa. Từ Thanh Hóa đến Quảng Bình vẫn mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua khiến nước lũ dâng lên gây cô lập hàng chục thôn xóm, sạt lở ở nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh và Quảng Bình. Dự báo từ hôm nay đến ngày 28 tháng 9, các tỉnh từ Thanh Hóa, Quảng Bình tiếp tục có mưa lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, ngày 27 tháng 9, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa tới Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26 tháng 9 đến 3 giờ ngày 27 tháng 9 có nơi trên 90 mm như Tam Thanh, Thanh Hóa 95,6 mm, Châu Bình, Nghệ An 264,4 mm, Sơn Hồng, Hà Tĩnh 129,8 mm. Dự báo từ hôm nay đến ngày 28 tháng 9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm từ nay đến đêm ngày 27 tháng 9. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Ngoài ra, ngày và đêm ngày 27 tháng 9, các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24h của chúng tôi ngày hôm nay. Với những đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.